Hôm nay, 14 tháng 4, Tòa Nhân dân huyện Yên Phong đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Quỳnh, 34 tuổi, ở thôn Thiểm Xuyên, xã Thủy Hòa, huyện Yên Phong, phạm tội chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ Luật Hình Sự. Theo cáo trạng, ngày 7 tháng 4 năm 2020, Nguyễn Văn Quỳnh điều khiển xe mô tô 3 lần qua chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, được lập tại khu vực Sân Bóng, thôn Thiểm Xuyên, không đeo khẩu trang theo quy định. Mặc dù được lực lượng chức năng nhắc nhở nhiều lần về việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhưng Quýnh cố tình không chấp hành, ngang nhiên thách thức, xúc phạm lực lượng thi hành công vụ. Do Quýnh có hành vi chống đối, không chấp hành, nên đồng chí Thượng úy Nguyễn Văn Đức, Phó trưởng Công an xã Thụy Hòa đã sử dụng điện thoại di động để ghi lại hành vi vi phạm của Quýnh. Ngay lập tức, Quýnh tiến đến, giật điện thoại, ném xuống đất xét thấy hành vi của Nguyễn Văn Quýnh là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, nhất là trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Sau khi xem xét các yếu tố tại phiên tòa, Tòa Nhân dân huyện Yên Phong tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quýnh 12 tháng tù giam về tội, chống người thi hành công vụ theo khoản 1 điều 330 Bộ Luật Hình sự. Đây là vụ án vi phạm chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ được đưa ra xét xử điểm đầu tiên và được phát trên hệ thống loa truyền thanh của huyện Yên Phong để tuyên truyền giáo dục người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, nhất là trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Ngay sau khi hội đồng xét xử tuyên án, đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ mức án trên. Để việc đưa bị cáo Nguyễn Văn Quýnh ra xét xử trước pháp luật trong thời gian nhanh nhất, Công an huyện Yên Phong đã khẩn trương, nhanh chóng điều tra, thu thập, củng cố tài liệu để xử lý nghiêm minh đối tượng trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Đây cũng là bài học gian đe cảnh tỉnh đối với những đối tượng coi thường pháp luật, đi ngược lại những nỗ lực cố gắng của toàn đảng, toàn dân trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.